tưởng là cái xe xanh xe đen kia nhưng mà không phải. Đi chịu khó ngồi anh Hải xuống qua mới ngã xong. Thế à? Ba ngày rồi. Chú bắt thầu chú bắt ba ngày mai dùng nước máy à? Ý là tối dùng nước bể còn ban ngày đấy. Bây giờ nước bể đang lưng. Nãy là hết nước. Ừ, vậy. Ta đang hỏi mày nước đang đâu? Cái này là bà chu. Ừ. Đây nước máy. Nước này là nước này mở. Cái không phải ta. Cái này đang dùng nước bể này. Mày không phải ta tao chào nhé. Thế mà phải thế là làm sao phải lên tận Bát Tràng nhỉ? Hả? Bảo là sáng đây mà mua chứ làm sao phải lên tận Bát Tràng? Vỡ đấy, tuột tay vỡ. Tầm đồ cao cấp thôi anh ạ.
thôi.